Bây giờ đây cho chúng tôi đi vào một cái bản tin mà chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng khi mà cái system TikTok nó đang quậy nát đất nước Hoa Kỳ này. À, Ngọc Phạm có video gì bỏ cho bà con nghe. Rồi bây giờ trước hết là để xem video trước và Trần Phong nói sau ở bên đây có tiếng. China. Do you know that China controls the algorithm? Do you know which country made TikTok? China. Do you know that China controls the algorithm of what you see? Do you know this? If you're in America and you open up TikTok, if you're in Britain and you open up TikTok, there is a specific algorithm to reach you that is not in China. If you're in China and you open up TikTok, what they, the Chinese government, wants you to receive as youth, as people using TikTok, are people who are doing good things, achievements, youth making social enterprise, youth becoming successful in math competitions, youth becoming masters of karate, youth doing something with their life. And you are rewarded. That algorithm is that the Chinese government makes you see positive things for social development. Did you know here and in the United States, they, China, send you a different algorithm? Do you know what they send you? All the nonsense that you see. They want you to see girls dancing, boys and girls dancing with each other, pranks upon your parents, pranks upon people. How many pranks do you see? Yeah, I'm not saying it's not funny. Some of them are downright hilarious. But if you want to destroy a nation, destroy a generation, you make them in their mind be rewarded with the dopamine for thinking stupid things are good, thinking that this is what you're supposed to grow up doing. A large proportion of people grow up thinking that this is what life is about. But in China, they don't let their children think that. Next time you open up TikTok or Instagram or whatever, and you see this, understand that you are being played. China. Do you know that China controls the... Thưa quý anh chị em, trước hết cho chúng tôi cảm ơn anh Evan Phu, một người đã post cái video này lên và cho chúng tôi chia sẻ cái nội dung đó bằng tiếng Việt như sau. Anh đang nói những câu chuyện như thế này, bạn có biết quốc gia nào đã làm ra TikTok hay không? Thưa quý vị, đó chính là Trung Cộng. Và ai cũng biết được rằng Tổng thống Donald Trump đã thấy được cái nguy hại của các cái viện khổng tử và các cái system của TikTok. Okay. Cho nên ông đã ban nó hết. Nhưng bây giờ đây Joe Biden cho mở trở lại. Thậm chí hiện tại đây TikTok đang giúp cho Joe Biden trong cái việc vận động cuộc bầu cử giữa kỳ. Bạn có biết rằng Trung Cộng kiểm soát cái thuật toán của những gì bạn nhìn thấy? Bạn có biết điều này không? Nếu bạn sống ở Mỹ mà bạn mở TikTok, nếu bạn sống ở Anh mà bạn mở TikTok, thì có một thuật toán cụ thể để tiếp cận bạn mà cái đó không có ở Trung Cộng. Nếu bạn đang ở Trung Cộng và bạn mở TikTok, thì những gì chính phủ Trung Cộng muốn lớp trẻ đón nhận, những thanh niên được gây sự chú ý trong xã hội để trở thành thanh niên thành công trong các cuộc thi toán học, thanh niên trở thành bậc thầy karate, thanh niên đang làm một điều gì đó với cuộc sống của họ và bạn sẽ được tưởng thưởng. Cái thuật toán mà chính phủ của họ khiến nhìn thấy là họ những điều tích cực cho sự phát triển của xã hội. Bạn có biết đây là Hoa Kỳ và Trung Cộng đã gửi cho bạn một cái thuật toán khác. Kể, bạn có biết họ gửi cho bạn những gì không? Tất cả những gì bạn thấy đều là vô nghĩa. Họ muốn bạn nhìn thấy những em gái nhảy múa, những chàng trai và các cô gái nhảy múa với nhau. Quý vị nào chơi Facebook thì quý vị sẽ thấy dạo này đó nó pop up lên những cái hình rất là sexy. Giới trẻ thích rất là sexy của bên TikTok, nó nhảy vào trong đó. Chơi khăm cha mẹ của bạn, chơi xỏ mọi người. Bạn thấy bao nhiêu trò đùa? Tôi nói, tôi không có nói vui không vui. Một trong số đó là hết sức vui nhộn. Nhưng nếu bạn hủy diệt một quốc gia, bạn muốn hủy diệt một thế hệ, bạn khiến trong tâm trí họ được tưởng thưởng như những người phê thuốc vì nghĩ những điều ngu ngốc đó là tốt, nghĩ rằng đó là những gì bạn sẽ làm khi lớn lên. Một tỷ lệ lớn của những người đang lớn lên nghĩ rằng cuộc sống nó sẽ là như vậy. Nhưng ở Trung Cộng họ không để con cái của họ nghĩ như vậy đâu. Lần tới khi bạn mở TikTok hoặc là Instagram hoặc bất cứ thứ gì, bạn sẽ thấy điều này. Hãy hiểu rằng bạn đang bị lợi dụng. Nôm na lại đó, khi bạn download cái system TikTok vào trong phone của bạn đó, gần như là không có một cái gì của bạn mà họ không biết cả. Okay. Chúng tôi chuyển có một tin tức cái khác. Bảo mật là coi như bị tiết lộ hết rồi phải không? Nhưng là cái không an toàn.